Sự đại tô ký Câu 1 đến câu 2 Đức Chúa Trời phán cùng môi xe rằng Ngươi và Aaron, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão Israel hãy lên cùng Đức Ý-hô-va ở đằng xa mà lại. Chỉ một mình môi xe sẽ đến gần Đức Ý-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần và dân sự cũng không lên cùng người. Chúng ta được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đã nói những chương từ xuất ê e hai tô ký 20-22, câu 22 đến chương 23 câu 33 cho riêng môi xe. Bây giờ những người khác đã được lên núi và giữ khoảng cách, tức là thờ phượng từ xa. Nhưng chỉ có một mình môi xe sẽ đến gần Đức Chúa Trời. Môi xe được phép tiếp cận đặc biệt với Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời nói chuyện với môi xe và môi xe thưa chuyện, nói chuyện lại với dân chúa. Câu 3. Môi xe bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Yêu Va và các luật lệ thì chúng đồng thinh đáp rằng chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Khi dân chúng nghe luật pháp của Thiên Chúa, họ hoàn toàn đồng ý, đồng thuận, thì chúng đồng thinh đáp rằng, tức là trả lời, đồng một giọng, đồng một tiếng nói. Họ đồng ý nói, chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Ở đây Israel có lẽ đã mắc cái tội nhanh nhẩu quá tự tin. Họ nói với Đức Chúa Trời như là dễ thôi mà Chúa, chúng tôi sẽ tuân giữ luật pháp của Ngài dường như thiếu sự đánh giá luật pháp của Đức Chúa Trời, trọn vẹn, hoàn chỉnh, toàn diện và không hiểu được chiều rộng, chiều sâu của luật pháp Ngài. Tuy nhiên, một dân tộc đã kinh hãi trước sự hiện diện tuyệt vời của Chúa tại Sinai, không còn để tâm trí đâu ngoài việc ấy, đó là đồng ý với Chúa mà thôi. Câu 4 đến câu 6 môi xe chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va rồi dậy sớm xây một bàn thờ nơi chân núi dựng mười hai cây trụ chỉ về mười hai chi phái Israel người sai kẻ trai trẻ của dân Israel đi dân của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Chúa trời bằng con bò tơ môi xe lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu còn phân nửa thì dưới trên bàn thờ dân sự xác nhận giao ước long trọng của họ với Đức Chúa trời ở trong câu trước là câu ba đấy dân israel đã đồng ý bằng lời nói về mối quan hệ giao ước với chúa nhưng theo cách nào đó điều này đơn giản là không đủ tốt họ phải làm những việc cụ thể xác nhận giao ước của họ với đức chúa trời trước tiên ấy lời của đức chúa trời phải được viết ra mỗi xe chép hết mọi lời của đức jehovah lời của đức chúa trời cần đủ quan trọng để con người không phụ thuộc vào trí nhớ và bản chất sáng tạo của trí nhớ nó phải được viết ra bản chất sáng tạo tức là chế thêm đức chúa trời không lập giao ước riêng lẻ với sự sắp xếp riêng cho từng người israel mà có một giao ước điều này cũng đúng ngày nay theo giao ước mới bạn có một mối quan hệ cá nhân với chúa bạn không có thỏa thuận riêng tư của bạn với ngài mà lại mâu thuẫn với những lời kinh thánh đã được bày tỏ của chúa với cùng một ý tưởng mà đức chúa trời đã nói qua habakkuk đức jehovah đáp lại cùng ta mà rằng Người khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đương chạy đọc được. Hà Bà Cúc chương 2 câu 2 Câu 5 Người sai kẻ trai trẻ của dân Israel đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức giê Hô Va bằng con bò tơ. Điểm thứ hai là giao ước chỉ được lập trong bối cảnh dâng của tế lễ. Sự hy sinh thừa nhận tội lỗi của chính chúng ta và sự thất bại trước Đức Chúa Trời và nó giải quyết nhu cầu đó thông qua sự chết của một người trung bảo thay thế. Người sai kẻ trai trẻ, đây là một sự liên lạc khởi đầu, có từ trước khi mà bước vào một cái chức tế lễ riêng biệt về sau này. Việc lựa chọn chàng trai trẻ, tức là những người trai trẻ cho nhiệm vụ, cho cái nhiệm vụ này ấy, giúp trong đền thờ thì nó không có gì là huyền bí cả. Hoàn toàn là một sự cân nhắc thực tế thôi, để trói ra súc vào bàn thờ bằng đá, đòi hỏi sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Một người đàn ông trẻ tuổi là một chiến binh bẩm sinh ấy. Vì vậy anh ta là một thầy tế lễ tự nhiên. Câu 7. Đoạn người cầm quyển sách giao ước, đọc cho dân sự nghe. Thì dân sự nói rằng chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức giê Hô Va phán chỉ. Điểm thứ ba là giao ước được lập khi lời của Đức Chúa Trời được nghe và đáp lại. Giao ước của chúng ta với Đức Chúa Trời dựa trên lời của Ngài và các điều khoản của Ngài không phải lời nói và điều khoản của chúng ta. Ngoài ra cần phải đáp lại lời Chúa, chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Diệu va phán chỉ. Cũng như Đức Chúa Trời không thương lượng giao ước của Ngài với Israel, thì Ngài cũng không ép buộc họ, họ phải tự do đáp ứng. Sách giao ước, quyển sách chắc chắn là mầm phôi thai của cựu ước. Trong câu 7, câu 8, Môi xe bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời này. Điểm thứ tư, giao ước được lập bằng việc dùng huyết. Khi dân sự nhận được huyết của giao ước, thì giao ước đã được niêm phong, đóng ấn. Không có gì gọi là huyền bí về máu cả. Nhưng bởi vì trong huyết có sự sống của một sinh linh. Lê Vi Kỳ chương 17 câu 11 Vì sự sống của xác thịt ở trong máu, Máu là đại diện cho sự tuôn trào của sự sống. Sự sống này được ban cho người khác, được truyền sang cho người khác đó là lý do đừng có ăn tiết canh nghi lễ bằng máu thuộc một số loại phổ biến đối với hầu hết các hình thức giao ước chứng kiến niêm phong chứng kiến phong tục ở nhiều vùng đất về việc giao kết anh em cùng huyết thống bằng cách cho phép máu của hai người hòa lẫn và chảy cùng nhau thành một một nửa máu được tưới trên bàn thờ một nửa huyết được đổ trên dân sự cho thấy rằng cả đức chúa trời và cả dân sự đều bị ràng buộc lẫn nhau bởi giao ước này Gần một ngàn năm sau, Đức Chúa Trời không quên máu của giao ước này. Còn ngươi cũng vậy, vì cơ máu của sự giao ước ngươi, thì ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố, không có nước, Chari chương 9 câu 11. Huyết của giao ước của Chúa Giêsu cứu chúng ta. Mà theo trường 26 câu 28, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội vì huyết trong giao ước của Chúa Giêsu cũng là nền tảng cho tất cả sự lớn lên và sự trưởng thành của chúng ta trong đấng Christ. Hebrew chương 13 câu 20 đến 21. Đức Chúa đầy bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Giêsu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta, sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen việc chúng ta tiếp cận với Đức Chúa Trời qua giao ước mới tuân theo cùng một khuôn mẫu giao ước. Đó là đọc lời Chúa lên. Đó là làm sự dâng hiến, tận hiến của tế lễ hy sinh. Đó là tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời và đó là tiếp nhận huyết của tế lễ chuộc tội. Câu 9 đến câu 10 Đoạn Môi Xe và Aaron, Nadab và Abihu cùng 70 trưởng lão dân Israel đều lên núi. Ngó thấy Đức Chúa Trời của Israel dưới chân Ngài có một vật giống như bích ngọc trong ngần khác nào như sắc trời thanh qua. Rất khó nói chính xác những gì họ đã thấy. Những gì mà các trưởng lão thấy dưới chân ngài cho thấy rằng nhiều nhất là họ đã nhìn thấy bệ chân của Đức Chúa Trời. Rất có thể họ đã nhìn thấy khía cạnh nào đó của khải tượng trên trời về Đức Chúa Trời theo khuôn mẫu của Esai, sai 6 hoặc là Esai Chien chương 1. Ở trong câu này, người ta cũng nhấn mạnh không kém rằng các trưởng lão không dám ngước mắt lên trên bệ chân của ngài nữa. Màu xanh lam của Ngọc Bích có thể gợi ý rằng các trưởng lão đã nhìn thấy biển thủy tinh trước ngay vàng của Đức Chúa Trời. Ở trong Khải Huyền chương 4 câu 6, trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh hay là ec xê chương 1 câu 26. Bên trên vòng khung, dãi trên đầu các vật sống có hình như cây ngai, trạng nó như là bích ngọc. Trên hình ngai ấy có hình như người ở trên đó. Trên các đầu của sinh vật có một vòm chiếu sáng như thủy tinh, dễ sợ trải ra trên đầu chúng. Câu 22 Và ý tưởng này lại được nhắc đến trong sách Khải Huyền. Một tác phẩm lát đá bằng Zafir để chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã thay đổi tình trạng của họ. Những viên gạch được làm trong sự ràng buộc của họ thành bích ngọc, đó là đá giả phi. Câu 11 Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Israel, nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời thì ăn và uống. Điều này cho thấy rằng dù kinh nghiệm này vinh quang đến mấy, thì cuộc gặp gỡ vẫn còn thiếu sót hoặc không đầy đủ điều gì đó. Đây không phải là một cuộc gặp gỡ đối mặt với Chúa. Những trưởng lão này của Israel có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời nhưng không có mối tương giao hay sự giao tiếp nào giữa họ và Đức Chúa Trời. Những người tôn trọng, nghĩa đen là chốt góc, một từ cổ xưa và khác thường, có nghĩa rõ ràng so với ngữ cảnh, hay có thể nôm na là nòng cốt, cốt cán. Ấy. Những ẩn dụ tương tự sẽ được sử dụng ở những nơi khác ở trong cựu ước như Esai chương 22 câu 23 ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi, hay là sanctuary chương 10 câu 4. Đá góc sẽ ra từ nó, đinh ra từ nó, cung chiến trận ra từ nó và hết thảy các quan cai trị cũng ra từ nó, tức là những người tôn trọng đó là những người cốt cán, những người nòng cốt. Nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép các trưởng lão Israel nhìn thấy một khải tượng ngoạn mục như vậy để cho họ được ấn tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời sau kinh nghiệm này. Họ sẽ có nhiều khả năng tin cậy Đức Chúa Trời hơn khi Ngài nói qua môi xe. Lời tường thuật về trải nghiệm này sẽ giữ kín kẽ một cách tôn kính. Không có hình thức mô tả nào về biểu hiện ra ngoài, có nghĩa rằng là không thấy họ ngất trí, ngã lăn đùng ra, gọi là được Chúa tác động trong ngoặc kép, ấy, giống như suy nghĩ hiện đại ngày nay mà chúng ta thấy. Tất cả đều tĩnh lặng, yên lặng, những gì được biết đến là bệ chân của Ngài. Rất bình thản, bình thường. Không thể nói họ đã thấy Đức Chúa Trời nghĩa là gì, mà đó là sự xuất hiện nào đó của sự hiện diện vinh quang thánh. Dân số ký chương 12 câu 8 Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng không lời đố và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Hay là Ê-sai chương 6 câu 1 Về năm ô băng tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Hay là chúng ta có thể xem lại trong EC chương 1 câu 26 đã đọc ở trên. Việc mỗi xe và những người đi cùng ông nhìn thấy Đức Chúa Trời của Israel thoạt đầu có vẻ mâu thuẫn với suốt Egipto Ký chương 33 câu 20. Vì tại đó Chúa có phán rằng Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống hay là trong răng chương 1 câu 18 chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời chỉ con một ở trong lòng cha là đấng đã giải bày cha cho chúng ta biết và một thi mô thê chương 6 câu 16 Ngài ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng có người nào từng thấy ngài và cũng không thấy được. Nhưng những gì họ thấy là hình dáng, hình dạng, giống giống của chùa. Dân số ký chương 12 câu 8, vẽ sai chương 6 câu 1, hay là xê chuyên chương 1 câu 26, đây là theo bản hiệu đính này, nó có vẻ là dễ hiểu hơn. Trên vòm phía trên đầu các sinh vật có cái gì tựa như cái ngai bằng bích ngọc, và trên ngai ấy có cái gì giống như hình người đã thấy một sự gần giống tương đồng mờ nhạt và một dự đoán hợp lý của đấng Chris nhập thể là đấng sẽ đến trong tương lai. Rồi các trưởng lão ăn và uống. Đức Chúa Trời muốn họ ăn và uống trước sự hiện diện của Ngài vì Ngài muốn thông công với những nhà lãnh đạo, những người cốt cán, những người nòng cốt, những người tôn trọng của Israel. 74 người đàn ông những người trưởng lão đã tụ họp lại với nhau xung quanh sự hiện diện hiển lộ của đức chúa trời và trong sự hiện diện đó họ đã ăn và uống đúng là một bữa ăn chung đặc biệt là có muối là một cách phổ biến để đóng dấu một giao ước từ thời kinh thánh cho đến ngày nay tuy nhiên cũng đúng là bất kỳ hình thức thờ phượng nào có liên quan đến việc dân tế của tế lễ bình an hay là của tế lễ thù ân ấy ở trong câu năm sẽ đương nhiên là được kèm theo bởi một bữa ăn của thịt con sinh tế theo f meyer thì lưu ý rằng việc ăn uống là hoàn toàn bình thường là sinh hoạt hàng ngày và những con người này những trưởng lão này đã cảm nghiệm đức chúa trời một cách sâu sắc và một điều gì đó rất bình thường lạ lùng meyer quan sát thấy rằng có ba nhóm người một số người thì ăn và uống và họ không nhìn thấy chúa một số người khác họ nhìn thấy đức chúa trời họ không ăn và uống lo về cảm xúc một số người khác thì nhìn thấy đức chúa trời và họ ăn và uống tự nhiên Chúng ta hãy là nhóm người này. Câu 12 đến câu 15 Đức Yêu Ba phán cùng Môi Xe rằng Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó. Ta sẽ ban cho ngươi bảng đá luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự. Môi Xe bèn chờ dậy cùng Dô suê kẻ hầu mình rồi Môi Xe đi lên núi Đức Chúa Trời. Người bèn nói cùng các trưởng lão rằng Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. Này Aaron và Hurer ở lại cùng các ngươi. Ai có việc chê hãy hỏi hai người đó. Vậy môi xe lên núi, mây che phủ núi. Môi xe đi lên theo lời mời của Đức Chúa Trời và ông cũng mang theo người trợ lý của mình là Joshua. Cũng chính Joshua này đã trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để đưa dân Israel vào đất hứa. Nhưng ông bắt đầu với tư cách là trợ lý của môi xe. Trước tiên, ông giúp môi xe trong chiến trận, ở trong chương 17 câu 8 đến câu 16. Sau đó, hỗ trợ môi xe ở tại đây trong những việc về thuộc linh. Joshua đi cùng môi xe một quãng đường và ở đó đã đợi sáu ngày. Một lời nhắc nhở trang trọng về sự không thể tiếp cận của Đức Chúa Trời. Khi môi xe được gọi lên cao hơn để có cuộc tiếp chuyện riêng tư với Đức Chúa Trời và kéo dài gần 6 tuần ở trong phục truyền chương 9 câu 9, thì môi xe nói, ta ở trên núi 40 ngày và 40 đêm không ăn bánh chẳng uống nước. Dân Israel được tập hợp dưới chân núi. Aaron, các con trai của ông và 70 trưởng lão của dân Israel đang ở lưng chừng núi. Joshua và môi xe đi lên xa hơn và chỉ một mình môi xe gặp gỡ Đức Chúa Trời. Thật vậy, Aaron và Hur đang ở cùng các ngươi. Môi xe có lý do chính đáng để tin rằng hai người này có thể giám sát trại quân của Israel. Họ đã chứng tỏ mình là những người có khả năng trợ giúp môi xe trong việc cầu nguyện. ở trong chương 17 câu 10 đến câu 13 Tuy nhiên Aaron và Hurer đã không làm tốt công việc bảo vệ trại quân như các chương về sau sẽ cho thấy điều đó. Dân Israel ấy, thì họ trông thấy sự vinh hiển của Chúa giống như ngọn lửa thiêu đốt, thiêu đốt ở trên đỉnh núi. Có lẽ điều này trông giống như than hồng rực rỡ trói lọi của một ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa thiêu đốt. Sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời trên Sinai, trên núi Sinai kéo dài 40 ngày môi xe ở trên núi. Mặc dầu dân chúng không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và cũng không thể nhìn được môi xe, nhưng Đức Chúa Trời vẫn để lại cho họ những lời nhắc nhở về vinh quang và sự hiện diện của Ngài để giúp họ tin tưởng vào những gì họ không thể thấy. Câu 16 đến câu 18 Sự vinh quang của Đức giê Hô Va ở tại trên núi Sinai Trong sáu ngày mây phủ núi, qua ngày thứ bảy Đức giê Hô Va ngự trong đám mây gọi môi xe. Cảnh trạng của sự vinh quang Đức giê Hô Va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào đám lửa hừng môi xe vào giữa đám mây lên núi ở uh, tại đó bốn mươi ngày và bốn mươi đêm sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở núi Sinai động từ này trong tiếng Do Thái đó là Tuvel, nó được dùng theo nghĩa mà sau này gọi là Shekinah của Đức Chúa trời hay là sự vinh hiển Đức Chúa trời là một sự biểu hiện ra bên ngoài về sự hiện diện của Ngài cho loài người khi vinh quang của Đức Chúa trời ngự trên núi cùng một từ là sakan được dùng như chữ vinh hiển Shikina trong giang chương 1 câu 14. Cái chữ này nó cũng có nghĩa là là đền tạm, Ngài lập đền tạm ở giữa chúng ta. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. Ấy. Ngôi lời trở nên xác thịt và lập đền tạm ở giữa chúng ta. Tiếng Hy Lạp cổ nó có nghĩa là skeno hay là sakan, nó giống như vậy. Thì phát âm ấy có nghĩa là cư ngụ và nghe giống như từ sakan trong tiếng Giò thái. Đức Yêu ba, ngự trong đám mây gọi môi xe. Đây không phải là nơi chào đón dễ dãi, đây là một môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm. Nói lên rằng, hãy tránh xa, nhưng Đức Chúa Trời đã gọi môi xe và nói với ông, hãy lại gật ta. Môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm như vậy, có một cái gì đó của sự vinh quang của Đức Chúa Trời ở trong đó. Tất cả những hình ảnh về đám mây, khói, lửa ở đây đều là những hình ảnh trong kinh thánh về sự vinh hiển được bày tỏ của Đức Chúa Trời chúng được kết nối với đám mây vinh quang Shekinah của ngài và cả với sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ ở giữa loài người chúng ta cần nên kết hợp điều này để đừng xem nhẹ sự vinh hiển chúng ta xem ở trong Tân ước thì nói rằng ấy, chúng ta để mặt trần mà ngó xem vinh hiển của ngài nhưng nếu mà chúng ta quên cái khía cạnh là vác thập tự giá thập tự giá là một nơi kinh khủng kinh hãi và khủng khiếp là nơi mà Chúa La lên rằng ấy, Chúa Giêsu La lên tại sao ngài lìa bỏ con còn cái chú chúng ta cần cái bóng của cứu ước để nhớ cái điều này. Còn không thì chúng ta xem nhẹ về sự vinh hiển của Chúa đó. Và để cho con rắn lẻn vào cái vườn ê đen. Trong tất cả những điều này, Đức Chúa Trời phán với môi xe, con có thể đến gần, ta sẽ giữ cho con được an toàn và tiết lộ bày tỏ chính ta cho con. Theo giáo ước mới, dưới ánh sáng của lời Đức Chúa Trời và dưới sự hy sinh của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời dám kéo chúng ta đến gần Ngài ta ơn Chúa và chúng ta học được điều gì ạ? Chúng ta đến gần Chúa. Thi Thiên 103 câu 13 Đức yêu Ba thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ. Người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa kìa nó chẳng còn. Chỗ nó cũng không còn nhìn biết nó nữa. Và chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ được ơn lắm ấy thì chúng ta mới có thể ngước tới và mới nhớ đến lời của Chúa rằng chứ Đồ Phao Lô nói chúng tôi đựng ơn của Ngài ở trong cái bình bằng đất này để được kêu lên rằng tôi tin nên tôi nói. Vậy thì những cái lời mà chúng ta công bố trong đức tin ấy nên nhớ rằng đó là tiếng vọng từ đức tin. Và xin Chúa trong buổi sáng hôm nay chúng ta gỡ bỏ những hình thức gỡ bỏ những cái điều xưa cũ của thói quen và chúng ta có tiếng kêu của đức tin và làm mới lại giống như paulo nói anh em hãy lấy sự sợ sệt run rẩy của mình mà làm nên sự cứu chuộc mình rõ ràng là chúng ta khác với thời cứu ước nhưng mà không thể bỏ qua sự mang thập tự giá sự mang thập tự giá được không thể bỏ qua sự mang thập tự giá bởi vì chú ý số là nếu ai muốn theo ta giống như đức chúa trời nói với môi xe rằng hãy lại gần ta mà trên núi ấy, thì đầy sự hãi hùng và môi trường ấy cái môi trường đầy nguy hiểm lửa khói rúng động cũng biết là có treo leo hay không cũng biết là chúa có nâng đỡ treo leo ông có đi lên gập gành treo leo thiên sứ chúa đỡ từng bước chân một mà không cẩn thận nghĩ chảnh mảng một chút là rớt ngay thì chúa giêsu bảo hãy theo ta ai muốn theo ta phải vác thập tự giá mình mà theo ta. Chúa cho chúng ta được đối trọng với những điều này để cho chúng ta được chiêm ngưỡng và nhận mana của Ngài buổi sáng ngày hôm nay. Vì trong Nhã ca nói về tình yêu của Đức Chúa trời đó là ái tình là mạnh như sự chết và lòng ghen hung dữ như ập phủ. Chúng ta có vẻ khó hiểu lời này đúng không? Nhưng vì Đức Chúa trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hết ai tin con đó không hề hư mất nhưng được sự sống đời đời. Khi mà Ngài đã cho chúng ta từ những đứa con hoang đàng trở về, thì cho chúng ta được rửa sạch. Và xin Chúa cho chúng con được rửa sạch, xin làm mới, chúng con được nhận. Mana từ trời, Chúa Giêsu là mana từ trời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì huyết được tưới ra trong đền tạm, trong đền thờ. Và bởi huyết đó mà Ngài đã đi vào trong đền thờ tại trên trời, tại các nơi trên trời ngài đã đi xuyên qua trên trời hết pr chương 9 vào trong nơi thánh để làm lễ chuộc tội cho chúng con. Và huyết ngài nói tốt hơn huyết của A-Bên. và chúng con xin huyết đó đánh dấu trên chúng con. Mỗi người chúng con